Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em cái kỹ thuật vẽ hình vuông và tô hình vuông hoàn toàn mới. Thì đầu về cái này chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, bây giờ chúng ta muốn vẽ tại điểm này này, tức là đây trừ này ha, x trừ 100 thì y cũng trừ 100, chúng ta vẽ tại tọa điểm này nha. Thì chúng ta sẽ đặt cái ở đây x trừ 100 y trừ 100, thì chúng ta đưa nhân vật chúng ta về góc này, góc đây này. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa tạo tạo vị trí đây ha. Thì ý tưởng bây giờ thì mình sẽ vẽ lên xuống như thế này, thì mình đưa khung cái hướng mình vẽ là gì, không độ ha. Từ đây lên đây là 100 này, chúng ta lên đây là 200 ha. Chúng ta đi 200 100 ha. Như vậy sau đó chúng ta đi 200. Rồi, sau đó chúng ta đưa nhân vật về lại vị trí đây nha. Lại vị trí đây là trừ 200 nha. Sau đó chúng ta đợi đây một ha, một lần. Rồi, như vậy sau đó thì chúng ta cho cái nhân vật mình nó quay trở lại, nó quay lại là 90. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang chuyển sang ít, nghĩa là chúng ta đi tới đây, chúng ta chạy tới đi một thôi, đi một nhưng mà chúng ta sẽ lặp lại 200 lần, nghĩa là chúng ta đi tới, đi tới 200 lần. Thì chúng ta xem xin lỗi ha, xin lỗi cho đây, cho đây. Rồi. Rồi. Bỏ 90 quay đi. Rồi, vậy là chúng ta có được cái hình vuông này. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa nhân vật mình về đây. Về là vị trí đây ha. Chúng ta xài nhân vật như thế này. Sau đó lùi gì à? Lùi gì 200. Rồi, tiếp tục chúng ta đi tới khoảng bây giờ chúng ta vẽ ngôi sao ha. Đi tới khoảng 40, quay lên cái góc là 38 độ. Thì chỗ đây mình cho nó cái màu vàng này. Bây giờ mình đi khoảng 102, rồi tiếp tục mình đi về 102, đi tới rồi lại đi lui 102. Mình sẽ quay cái này là một, quay là một độ, mình quay khoảng 35 lần. Quay 35. Thì sau đó mình trả lại, góc quay này
Góc quay này là 37. À, ở đây là mình đỡ chút mình chỉnh sau ha. Rồi, tiếp tục là mình đi 200. Rồi. Thì mình xoay lại ha. Xoay lại đây. Màu này nó không đẹp lắm. Rồi. Tiếp tục là mình sẽ quay lại. Quay lại đây. À. Ngược trở lại là 100 135 rồi. Rồi, như vậy là tiếp tục. À, tiếp tục mình sẽ làm lại cái công việc này. À, chưa tới ha. À, như vậy làm chỗ này á là mình cho nó lập lớn tí xíu này, cho nó lớn lên là 145 như vậy là mình chỉ lập cho nó 5 lần rồi mình chỉnh lại tí xíu ha. Chỉnh lại cho nó một tí xíu 35. Chỗ này rồi mình chỉnh một tí xíu